Ê, ngồi xuống kể chuyện cho nghe. Hồi sáng nè á, cái bà kia kìa, bà nói tôi đẹp quá, bà tính xin chữ ký của tôi mà tôi đố cho. Đó, cái tôi bỏ đi, tôi đắc đít vậy đó. Xong cái bà lại tiếp tục xin chữ ký của tôi. Bà cứ đi theo tôi hoài à, mà tôi đâu có ưng. Đó, vừa đi tôi vừa kể chuyện cho mọi người nghe. Đâu phải người ta nói dịch con xấu xí là xấu xí đâu. Đâu phải đứa nào cũng xấu xí. Tụi tôi đen đen vậy chứ mà đẹp lộng lẫy hết sảy con mà bảy luôn á. Đây nè, nhà tôi cũng đẹp nữa, mọi người thấy không, đi tham quan nãy giờ nè, cây cối rồi tùm lum hết luôn á. Đây nè, đây là chiếc xe tụi tôi mới mua luôn nè, mọi người thấy không, bữa chiều chiều là ba đứa chạy xe vòng vòng đi chơi đó. Đó, thấy vậy mà chạy xe được nha mọi người, ghê hồn lắm á. Đây, còn đây là khu vực ăn uống của mình nè, mọi bà chủ đồ đó hả, là trồng cây cho tụi mình ăn không á, thấy tụi mình vip ghê không. Nói cho mấy người biết vậy đó.